Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở, lắng nghe nhân dân nói cho nhân dân nghe. Có nhiều việc mới, việc khó, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo. Có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, đúng người, đúng việc. Ngày càng có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những tấm gương hy sinh thầm lặng mà cao cả xuất hiện trên nhiều lĩnh vực ở khắp các vùng miền trong cả nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thật sự góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.